xin chào mọi người. Thì hôm nay mình cũng lại tới trung tâm đồ xe của mình FBS Auto. Mình chuẩn bị bàn giao một con xe Ranger Wildtrak phiên bản nhập Thái mà lên gói Hammer và bộ body kit Upwatch rất là xịn sò các bạn. Đây là cái phiên bản 2.0 V Turbo, nó cho công suất là 213 mã lực. Đi cùng với đó là dẫn động hai cầu các bạn. Thì anh khách này, mình nhận cuộc gọi của anh khách này: anh ơi, em đã xem có nhiều clip của anh, thì em vừa mới lấy con Ranger Wildtrak thì độ làm sao cho ngầu anh. Ok, cứ qua bên anh thì anh sẽ chia sẻ một cái gói độ mà ai cũng thích. Đó là cái gì? Đây, cái phần đầu xe thì mình cũng đã làm thay đổi một chút xíu từ cái vẻ hiền hòa của cái xe Wildtrak bình thường qua một cái phiên bản rất là hầm hố. Phiên bản hầm hố của Hammer các bạn. Đó, nó kết hợp cùng với lại cái gì các bạn? Kết hợp cùng với lại cái logo chữ Ford ở trên. Tại vì khi mà chúng ta lắp cái thanh Hammer này vô thì chúng ta phải thay luôn cái phần cản trước. Mà cản trước của xe Wildtrak nó lại đi liền với lại cái ga lăng ha các bạn. Thì thường chúng ta thay, chúng ta sẽ thay cái này và thay cái này luôn ha. Cản trước Hammer là một trong cái cản mà được rất là nhiều khách hàng đánh giá ở cái kiểu dáng được thiết kế rất là vừa khích với cái xe các bạn. Nó cái style của nó rất là bo và cái góc của nó rất là ôm theo cái xe ha, nó tạo thành những cái đường nét rất là đẹp các bạn. Đây, ở phần phía dưới này thì nó có hai cái đèn. Cái đèn này là đèn chiếu sáng ha. Chúng ta có thể tăng cái độ sáng vô cái này bằng cái đèn bi LED, và cái đèn này là đèn xi nhan các bạn. Đó. Ok. Phần bên hông. Phần bên hông thì anh khách này là một anh khách rất là trẻ tuổi và mê upload. Thì mình đã tư vấn cho anh khách này là cái gì ha. Đi cùng với đó, cái phần cản trước Hammer là cái bộ mâm. Đây, đây là cái bộ mâm Converse Fuel đang được rất bán chạy trên thị trường các bạn ha. Nó tăng thêm cái sự thể thao cho xe rất là nhiều. Nó tăng thêm cái sự upload cho xe. Ngoài ra thì cái lớp bếp của Fit là một trong những cái lớp không thể thiếu đối với dòng xe đường địa hình. Và với một cái xe mà mang tính nồi đồng có đá hầm hố giống như Hammer giống như vậy thì phải đi chung với lại những cái lớp giống như em của Fit mâm Fuel tạo hình giống như những cái con xe lắp to mà mình review trên clip mình về các bạn. Đó, cái lớp PF của Fit này là cái dạng lớp chống ồn nên chúng ta đi xe thì chúng ta yên tâm. Và cái xe Wildtrak là cái xe mang mâm 18, khi mà mình làm qua cái dạng lớp PF của Fit và style lắp to giống như vậy thì mình chuyển qua cái lớp mình chuyển qua cái mâm cần vợt mâm 17, và cái chiều cao của cái lớp này vẫn là cái chiều cao này vẫn là 70 nó phù hợp với lại size của xe các bạn. Đó, thì phần bên hông, phần bên hông thì mình cũng giữ nguyên, nhưng mà có một chi tiết này, đó là cái ốp về các bạn. Ốp về này nó làm cho tăng thêm cái sự cơ bắp cho xe rất là nhiều, một trong những chi tiết không thể thiếu, tạo hình giống như một dòng xe Raptor các bạn. Thì anh khách này có khách trẻ tuổi rất thích dòng xe Raptor thì chia sẻ với mình là: anh ơi, em lên kết hợp giữa Hammer và những chi tiết của xe Raptor được hay không? Thì mình tư vấn là quá được đi chứ. Ok. Ngoài ra thì những tính năng ẩn trên xe của Wildtrak này cũng còn khá là nhiều. Đây, một trong những tính năng ẩn đó là gì? Gập gương theo chìa các bạn. Khi mình bấm mở thì gương tự động mở ra, và khi mình bấm gập gương thì gương tự động gập vô. Ngoài ra trên xe này còn những tính năng ẩn đó là gì? Đề nổ từ xa nữa các bạn. Nhưng mà anh khách này thì không có update lên cái tính năng là đề nổ từ xa. Ngoài ra còn là cảm biến áp suất lốp nữa. Tí nữa mình sẽ vào xe thôi. Ở đây đứng mình chia sẻ luôn. Cảm biến áp suất lốp là trên xe Wildtrak mình đã có sẵn rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển qua cái lớp mới, lớp địa hình BF Goodfit và cái mâm mới thì mình lại kích hoạt lại cái tính năng cảm biến áp suất lốp cho xe thôi. Đó. Kết hợp với đó là cái chắn bùn ARB các bạn. Cái chắn bùn ARB nó tăng thêm cái sự thể thao cho xe rất là nhiều. Đó. Thì phần bên hông, ngoài những cái gói nâng cấp làm cho xe hầm hố hơn rất là nhiều, thì anh khách này cũng đã rất là chuộng về cái dán phim cách nhiệt ha. Mình sẽ nói sâu hơn một tí về dán phim cách nhiệt ở cái xe này. Đây là cái dàn dán phim cách nhiệt 3M Crystalline, một trong những loại 3M mà bên mình phân phối độc quyền. Bên mình không phân phối độc quyền, bên mình mua cái thương hiệu 3M Crystalline chính hãng về bán
tại trung tâm đậu xe, nên các bạn yên tâm về cái chất lượng của ba em khi mà lắp trên xe dán tại trung tâm đậu xe của bên mình nha. Ba em thì trên hiện nay trên thị trường có rất là nhiều cái nơi cung cấp hàng ba em, nhưng mà để biết được cái nguồn gốc ba em chính hãng chính hiệu thì rất là khó. Nếu các bạn tới trung tâm đậu xe của bên mình FX Auto, các bạn đề xuất dán phim ba em thì các bạn hãy yên tâm, cái ba em đó là cái ba em mà bên mình đảm bảo cái chất lượng mình lấy từ nhà máy. Và ba em Crystalline là trong những loại ba em xịn sò nhất trong cái nhà ba em các bạn. Đây, mình đã dán lên full cái dàn kính ba em Crystalline, nó tăng thêm cái sự chống nóng cho xe rất nhiều các bạn. Nó tăng thêm sự chống nóng trong xe rất nhiều, nó sẽ bảo vệ được sức khỏe của những người ngồi trong xe, nó sẽ bảo vệ cái tuổi thọ của những option bên trong xe rất là nhiều các bạn ha. Đây, cái kính nó sẽ ánh lên một cái màu xanh, không biết qua camera thì chúng ta có thấy không, nhưng mà ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ, nó ánh lên một cái màu xanh rất là xịn các bạn đó. Ở phần phía sau xe, ở phần phía sau xe thì cái xe này là một trong những cái xe mà anh chủ cũng sẽ lên còn rất là nhiều món ha, còn rất là nhiều món luôn lên với xe này, nhưng mà anh nói là lên từ từ anh ơi, lên nhiều quá em bị ngọc về những cái món chi tiết. Đây là cho anh những anh khách rất là cá tính và trẻ tuổi, ảnh thì rất muốn làm như một cái xe Raptor các bạn ha, rất muốn làm như cái xe Raptor, nhưng mà sẽ lên từ từ. Ở phần cản này thì phần phía sau ảnh cũng sẽ lên luôn cái cản phía sau Hummer và còn nhiều chi tiết nữa ha, khung thể thao Hummer nữa nè các bạn, khung thể thao Hummer nữa, nhưng mà thôi lên tạm vài món như vậy rồi từ từ thời gian sẽ lên tiếp đó. Các bạn thấy như thế nào? Ranger quay chắc được up lên cái style hầm hố, cái style cơ bắp của cái xe mà Raptor địa hình kết hợp cùng với lại Hummer ha. Rất là nhiều món và tất cả đều là những cái món rất là xịn sò luôn các bạn đó. Các bạn hãy nhìn ngắm lại đi, nhìn ngắm lại con xe được độ tại trung tâm độ xe của bên mình. Tất cả những chi tiết này đều được nâng cấp tại trung tâm độ xe của bên mình hết. Cái phiên bản quay chắc là trong những phiên bản mà một trong những chiếc cuối cùng còn ở Việt Nam của phiên bản nhập Thái. Sắp sửa hôm nay là ngày 23 tháng 5 thì qua tháng 6 còn một đợt nhập xe Thái cuối cùng nữa, và qua tháng 7 là tất cả những cái xe Ranger sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, nhưng dòng xe Raptor vẫn là phiên bản nhập Thái nha các bạn. Đó, các bạn thấy nhìn thế nào? Ok, thì mình cũng vừa đi qua một vòng quanh xe một phiên bản Ranger quay chắc được up lên cái phiên bản nồi đồng cối đá, một trong những cái phiên bản mà những chiếc xe thể thao địa hình Raptor cũng hay up lên đó. Nếu quý các bạn thấy cái clip này hay hấp dẫn, hãy cho Dũng một like, một share, một subscribe nhé. Bây giờ thì hãy nhìn ngắm lại những chi tiết, những đường nét của Ranger quay chắc Biturbo màu đen 2021 bản nhập Thái.